6 tháng chuẩn bị cho vòng loại thứ hai World Cup 2026 là một hành trình không dài, cũng chẳng quá ngắn với huấn luyện viên Trussier. Nhà cầm quân người Pháp khiến người ta đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác với những sự lựa chọn con người lẫn chiến thuật cho đội tuyển. Đã có những so sánh giữa triều đại cũ với triều đại mới, đã có những cái chặt lưỡi tiếc nuối khi rất nhiều công thần phải ngồi ngoài cuộc trời, và đã có những phản biện với quan điểm triết lý đang được chọn cho bóng đá Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam thua đáng tiếc 0-1 trước Iraq ở trận đấu tối qua trong khuôn khổ vòng loại thứ hai World Cup 2026. Ở trận này, huấn luyện viên Philippe Trussier sử dụng nhiều cầu thủ trẻ như Thái Sơn, Thanh Nhàn, Đình Bắc hay Văn Khang, nhưng lại không trao cơ hội cho Hoàng Đức. Theo chiến lược gia người Pháp, đây là lựa chọn thuần túy phục vụ chiến thuật, bởi Hoàng Đức chưa đáp ứng tốt yêu cầu về mặt chuyên môn. Nên nói về lựa chọn nhân sự tiền vệ, tôi hài lòng với màn thể hiện của họ. Cần nhìn nhận khách quan, chúng ta hay có xu hướng nhìn nhận đặt năng lực cá nhân cầu thủ lên trên tập thể, mong họ sẽ gồng gánh tập thể. Ở Đông Nam Á, khi gặp đội yếu hơn hoặc ngang tầm thì chúng ta làm được, nhưng gặp đội hàng đầu châu Á như Iraq ở trận hôm nay, chỉ dựa vào cá nhân xuất thần là chưa đủ. Trình độ cầu thủ Việt Nam chưa cao bởi nhiều yếu tố, giải quốc nội chưa tốt, sân bãi chưa ổn, không có cầu thủ nào đá ở nước ngoài. Muốn giành kết quả cao ở giải châu lục, cần tổ chức tốt hơn, đặc biệt là tổ chức phòng ngự không bóng. Hoàng Đức chưa đáp ứng được, có thể năm nay Hoàng Đức sẽ giành quả bóng vàng Việt Nam, nhưng cậu ấy phải đóng góp nhiều hơn cho tập thể. Mong Hoàng Đức hiểu là tôi muốn thúc đẩy cậu ấy nhiều hơn, huấn luyện viên Trussier khẳng định. Chiến lược gia người Pháp cho rằng ông sẽ không lựa chọn cầu thủ chỉ vì phẩm chất cá nhân, mà còn tính toán sự phù hợp của cá nhân ấy trong bối cảnh tập thể để đưa ra quyết định, dù là cầu thủ trẻ hay cầu thủ kinh nghiệm. Huấn luyện viên Trussier cũng cho rằng cầu thủ ấy phải đáp ứng yêu cầu, tạo ra sự cân bằng trong lối chơi. Tôi muốn nhấn mạnh rằng mục tiêu của tôi không phải là dùng nhiều cầu thủ trẻ, mà phải chọn lọc ra 11 cầu thủ thi đấu trên sân, gắn kết sao cho hợp lý nhất. Mọi người hay so sánh đánh giá cầu thủ với cá nhân, đó là tiêu chí của các bạn, còn tôi có tiêu chí của tôi. Không thể nào đưa ra 11 cầu thủ xuất sắc và những cầu thủ ấy không liên kết với nhau. Mục tiêu của huấn luyện viên trưởng là phải xây dựng chiến thuật sao cho đồng bộ tập thể, tùy theo vai trò mà kết nối tốt. Ngoài ra cũng cần cân bằng giữa các nhóm cầu thủ đá chính và dự bị, huấn luyện viên Trussier nói. Trước đó, người hâm mộ giới chuyên môn đã ngã ngửa khi nhìn vào đội hình xuất phát của đội tuyển Việt Nam ở lượt trận mở màn gặp Philippines tại vòng loại thứ hai World Cup 2026. Huấn luyện viên Philippe Trussier đã gây bất ngờ lớn tại hàng tiền vệ khi sử dụng Thái Sơn và Tuấn Anh, trong khi hai quả bóng vàng Việt Nam 2019 và 2021 bất ngờ bị đẩy lên băng ghế dự bị. Huấn luyện viên Philippe Trussier đã bị chỉ trích ngay khi trận đấu còn chưa diễn ra. Tuy nhiên, sau 90 phút tại Rio Memorial, người hâm mộ đã phần nào hiểu được quyết định của vị cầm quân người Pháp. Có thể khẳng định trận đấu hay nhất của huấn luyện viên Philippe Trussier với đội tuyển Việt Nam là ở cuộc đối đầu gặp đội tuyển Syria tại FIFA Day tháng 6. Đội tuyển Việt Nam khi ấy cũng ra sân với bộ đôi tiền vệ trung tâm là Thái Sơn và Tuấn Anh. Kết quả là Thái Sơn đã có màn ra mắt đội tuyển Việt Nam ấn tượng, trong khi Tuấn Anh được giới chuyên môn nhận xét trận đấu với Syria là 90 phút hay nhất trong sự nghiệp của cầu thủ Hoàng Gia Lai. Sau hơn 4 tháng, huấn luyện viên Philippe Trussier tiếp tục lặp lại điều tương tự ở tuyến giữa Việt Nam. Thái Sơn và Tuấn Anh một lần nữa sát cánh cùng nhau nơi tuyến giữa. Từ sự hoài nghi, bộ đôi này từng bước đem đến niềm tin lớn từ người hâm mộ Việt Nam. Tuấn Anh và Thái Sơn chơi trọn vẹn 90 phút ở trận gặp Philippines. Cả hai đều thể hiện màn trình diễn ấn tượng. Có lẽ huấn luyện viên Philippe Trussier muốn Tuấn Anh được đá tự do hơn, phát huy được điểm mạnh, hỗ trợ tấn công và chơi như một số 8 nhô cao. Để làm được điều này trong tay nhà cầm quân người Pháp phải có một tiền vệ đa năng, vừa phải biết hỗ trợ phòng ngự, vừa phải biết điều tiết nhịp độ ở trận đấu. Ngoài ra còn phải biết chia bài và phát động tấn công tốt từ phần sân nhà. Trong tay huấn luyện viên Philippe Trussier có Hùng Dũng, nhưng có lẽ ông cần một cái tên trẻ trung hơn, giàu thể lực hơn và nhiệt huyết hơn. Thái Sơn là gương mặt không thể phù hợp hơn. Trong lần đầu tiên ra mắt đội tuyển Việt Nam ở giải đấu chính thức, Thái Sơn đã chơi đầy chững chạc, 90 phút ấn tượng trước Philippines là nền tảng để anh tiếp tục được huấn luyện viên Philippe Trussier trao cơ hội trước Iraq. Còn về Tuấn Anh, có thể nói đây là con bài không thể thay thế của nhà cầm quân người Pháp tại tuyến giữa đội tuyển Việt Nam. Chính vì vậy, để lấy lại suất đá chính, Hoàng Đức sẽ phải nỗ lực hơn rất nhiều để ghi điểm với huấn luyện viên Philippe Trussier, bởi bóng đá luôn là một môn thể thao có sự đào thải mạnh mẽ. Ở các trận đấu giao hữu trước thềm vòng loại World Cup, huấn luyện viên Philippe Trussier đã đưa ra một quyết định gây tranh cãi khi đẩy Hoàng Đức lên chơi tiền đạo cắm. Tiền vệ của Viettel vẫn để lại những dấu ấn nhất định, nhưng để nói anh đã hoàn thành nhiệm vụ e rằng rất khó. Nhà cầm quân người Pháp bắt đầu thử nghiệm Hoàng Đức đá tiền đạo cắm ở trận gặp đội tuyển Palestine. Tuy nhiên, màn trình diễn của anh không đạt được sự kỳ vọng sau 45 phút đầu tiên. Sang hiệp 2, khi Hoàng Đức quay trở về đá tiền vệ mỏ neo, anh đã phát huy được những điểm mạnh nhất, những gì tinh túy nhất.
Thậm chí tiền vệ quê Hải Dương đã có pha kiến tạo thành bàn ở phút 71 sau đường thả bóng tinh tế để Công Phượng thoát xuống, bấm bóng qua đầu thủ môn đội tuyển Palestine. Điều đáng nói là kể từ khi huấn luyện viên Trussier quyết định đưa Hoàng Đức trở lại hàng tiền vệ, lối chơi của đội tuyển Việt Nam mới trở nên sáng suốt hơn, mạch lạc hơn và đồng điệu hơn. Ở trận thua 0-2 trên sân của Trung Quốc, Hoàng Đức gần như lạc lõng giữa hàng phòng ngự đối thủ, anh bị chia cắt hoàn toàn với cầu thủ chơi sau lưng. Cũng phải nói thêm, dù giành quyền kiểm soát bóng vượt trội nhưng các tiền vệ của đội tuyển Việt Nam lại thiếu đi sự sáng tạo. Có những thời điểm, Hoàng Đức phải lùi sâu tìm bóng nhưng mọi thứ không mang đến hiệu quả. Thậm chí anh chính là tác nhân dẫn đến bàn thua thứ hai của đội nhà sau một đường chuyền hỏng. Đến trận gặp Uzbekistan, Hoàng Đức gần như bị cô lập, anh không có nhiều bóng và cũng chẳng có một pha dứt điểm đáng chú ý nào về phía khung thành đội bóng Trung Á. Tuy nhiên, trong trận đấu với Hàn Quốc, Hoàng Đức là một trong những cầu thủ hiếm hoi của Việt Nam để lại ấn tượng ở trên sân. Cầu thủ sinh năm 1998 đặt dấu giày trong cả 4 tình huống tấn công nguy hiểm của Việt Nam. Ngoài ra, theo những con số thống kê từ Wildscout, Hoàng Đức chính là cầu thủ có tỷ lệ qua người thành công cao nhất trong đội hình đội tuyển Việt Nam và chỉ thua Lee Kang-in, Hwang Hee-chang, Lee Ji-sung bên phía đội tuyển Hàn Quốc. Sử dụng Hoàng Đức ở vị trí tiền đạo cắm mà huấn luyện viên Trussier đã phải cân nhắc rất kỹ càng. Nguyên nhân có thể đến từ việc các tiền đạo đội tuyển Việt Nam không có phong độ tốt. Cũng có thể nhà cầm quân người Pháp muốn tìm ra những nhân tố mới cho đội tuyển. Hoàng Đức không chỉ có thể hình lý tưởng mà còn là mẫu cầu thủ có thể kiến tạo hoặc tự làm tự ăn. Sở dĩ Hoàng Đức đá trái sở trường vì khi đó các tiền đạo như Tiến Linh, Văn Tùng không có phong độ tốt. Một số ý kiến khác cho rằng đấy là một phép thử huấn luyện viên Trussier với Hoàng Đức, một cầu thủ không chỉ làm tường ổn mà còn có thể tự làm tự ăn, hay kiến tạo cho đồng đội, thử nghiệm các kiểu. Nhưng bước vào hai trận đấu chính thức với Philippines và Iraq, Hoàng Đức đã bị cất trên băng ghế dự bị dù anh chẳng có vấn đề gì về chân cẳng. Ý tưởng sử dụng Hoàng Đức ở vị trí tiền đạo cắm huấn luyện viên Trussier rất hay, nhưng ông cũng từng thất bại khi thử nghiệm Nguyễn Văn Trường cũng ở vị trí này. Người hâm mộ muốn thấy Hoàng Đức được tỏa sáng nhiều hơn, kiến tạo nhiều hơn và có nhiều đất diễn hơn, thay vì trở nên cô độc tại vị trí mà chính Hoàng Đức không thuộc về. Cứ tạm chấp nhận những phát biểu huấn luyện viên Trussier về Hoàng Đức sau trận đấu ngày hôm qua đi. Nhưng về lâu về dài, tuyến giữa đội tuyển Việt Nam cần một ngôi sao thực thụ như tiền vệ của Viettel, mẫu cầu thủ đa năng có thể làm được nhiều công việc khác nhau. Nhìn vào trận đấu ngày hôm qua, đội tuyển Việt Nam kiểm soát bóng 44%, có 2 pha đá phạt góc, 87 nỗ lực lên bóng tấn công và 32 lần đưa bóng được vào 1/3 sân của đối thủ. Tuy nhiên đó là tất cả những gì mà chúng ta có thể tạo ra, cầu thủ không có nổi pha dứt điểm nào trong suốt 90 phút thi đấu. Không thể phủ nhận rằng đấu pháp ngày hôm qua mà huấn luyện viên Trussier đưa ra là cực kỳ hợp lý. Tinh thần chiến đấu của cầu thủ đội tuyển Việt Nam cũng là rất tuyệt vời, nhưng chúng ta thiếu một cầu thủ có khả năng tạo ra những đường chuyền quyết định, xé toạc hàng thủ đội bạn. Cứ nhìn vào tình huống phản công mà Tiến Linh đã chuyền hỏng, nếu như đó là Hoàng Đức, biết đâu mọi chuyện sẽ khác thì sao.